xà xà bên trong luôn. Những cái ghe mình thấy mình chưa thấy người ta bán cái gì luôn. Mình chưa thấy là bên trong ghe đó bán gì, mà nhìn qua cái vẻ rồi biết họ bán cái gì liền. Ăn củ sắn không? Dạ đúng rồi, ăn củ sắn. Thì mặt hàng này đến nhiều. Tùy chợ nổi là tùy khu vực mà sẽ có mặt hàng chủ lực khác nhau nha. Gần đây thì mình sẽ thấy có nhìn bán những cái gì, cái thạch lô đó hoặc là những cái kiểu lô nữa. Còn ở đây thì chủ yếu về trái cây, nông sản. Dạ rồi, tuy nhiên đây nãy bán khoai môn, vậy biết sao nghe nào bán khoai môn giờ? Kìa. Treo kìa, treo quá trời. Đấy, muốn biết ghe nào bán khoai môn á thì ngoài hình thức là cây bẹo ra nha, thì còn một loại hình thức kẹo hàng khác nữa, được gọi là chậu bẹo. Đúng rồi đấy. Trên mỗi cabin tàu mình thấy là cái cabin nào mà trên cái có trồng một cái chậu cây màu xanh ở đây đó. Dạ, tức là ghe đó họ bán khoai môn nha. Chỉ có khoai môn là họ có treo lên cây bẹo. Trồng trực tiếp nguyên cái chậu cây lên như thế này. Kìa, có trồng kìa. Để em hỏi thử coi biết khoai môn, cái đi kiếm cây bẹo mà có treo khoai môn tới sáng đó rồi. Đó. Dạ rồi, thì hiện tại mình thấy chợ nổi đang rất là thương thớ đúng không? Dạ, do có một số cái ghe tàu cô chú đó đã diện hết hàng rồi, nên cô chú đã quay về để lấy tiếp tục hàng hóa vài bữa nữa, vài hôm nữa sẽ ra đây neo đậu bán nữa. Tiếp tục. Dạ rồi, thì hình ảnh trao đổi buôn bán gia đình mình đang thấy phía bên tay trái mình nha. Dạ, thấy có hình ảnh trao đổi có gì đặc biệt khác với trên đất liền không? Trao đổi bằng cách nào? Trên ghe xuồng thôi. Trên đất liền mình thả mình tiền tay nhau bằng cách nào? Tay đưa tiền, tay lấy hàng đúng không? Ở đây là có tay đưa tiền, tay lấy hàng. Mà họ trao đổi bằng cách là gì? Hãy về chụp. Đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Hãy về chụp không? Đúng rồi, đúng rồi. Dạ, hãy về chụp thường mình thấy nhiều đó biết dưa hấu hoặc là thơm nha. Dạ, nhưng mà tuy nhiên những cái bọc cắt khí nặng như thế này nè, ai lực tay khỏe hơn á chẳng thể chụp. Hồi nãy thấy cô đó nãy mà chụp được là chắc được tay cô cũng rất là khỏe nha. Tại vì cái bọc cắt khí vậy mình biết đâu phải là 1-2 kg đâu. Chục ký mà 2-3 chục hoặc 15 kg thì cũng thấy chưa. Dạ. Vậy luôn hả, con chuột có bảo bự luôn, chuột có bán luôn. Dạ. Dạ đó, thì ở đây nha. Dạ, những cái tàu như thế này đó. Mình như trồng hoa kiện. Bán sĩ chứ không có bán lẻ. Dạ, bán sĩ ở đây thì sẽ có hai hình thức tính sĩ, một là sẽ tính trục, hai là sẽ tính ký. Tính ký là cái cô chú sẽ vô những cái bọc đăng ký như thế đó. Dạ, rồi thì ở đây là nhiều ghe tàu như thế này, làm sao mà mình biết ở ghe nào họ còn nhiều, còn hàng ghe nào gần hết hàng? Còn kêu thì còn hàng, còn kêu thì còn hàng, mà em nói gần xong biết mình gần hết đó. Dạ đây, như cái ghe thân mì ở phía bên đây nha. Thấy cái ghe này nó thẳng xuống tức là ghe nó còn rất là nhiều hàng, còn ghe nào mà nó nổi cao cao lên như cái ghe bên đây rồi là sắp hết hàng rồi đó. Dạ dạ rồi, giờ gia đình mình muốn dùng điểm tâm sáng tại đây nè. Trên ghe đi nhá, trên ghe chạy kìa đi rồi, chúng ta vui anh trên ghe. Dạ, trên ghe vui rồi đúng không? Không, mấy đứa này đó kiểu nó xây sẩm mặt mày. Dạ rồi, ăn trên ghe như thế này biết du khách họ gọi lại gì không? Không gọi là bánh riêu. Đặc sản chứ có trên chợ nổi cái năm mới có. Hủ tiếu. Hủ tiếu, có hủ tiếu mà. Không biết là ăn trên ghe kêu bằng cái gì. Gọi là món gì? Nghe đó tới bún lắc chưa? Chưa. Bún lắc hay là hủ tiếu lắc đó? Chưa. Là bún lắc đó. Là xíu không? Coi chứ thì nè, lắc lư à. Vừa lắc vừa ăn, mới vừa ăn vừa lắc đó. Dạ. Rồi lúc nào luôn mới đó. Dạ rồi, sữa đồ nướng thì cũng gì buôn bán trên chiếc ghe như thế này. Tại vì sao? Đó là chợ nổi. Ủa, đồng hành không? Sáng giờ đi có phát hiện chợ nổi là sao không? Sữa đồng hành không? Nổi cái gì nổi chứ không có. Lấy em sữa đồng hành nóng á, ít đường thôi. Nổi là gì? Sáng giờ nó có chân thứ nổi trên sông nè. Mẹ ơi, ghe tàu nổi. Sáng giờ ghe tàu nổi cũng nhiều lắm. Ghe khu vực nổi trên kìa sẽ có cái ghe tàu đang nổi đó, mà tao gọi là chợ nổi. Phải có gì có buôn bán. Nóng phải đưa vậy để làm vậy thôi, đâu biết đâu. Nóng quá giờ, nóng quá. Anh Ken. Anh Ken trời. Bước chiều thẳng lộ. Bước chiều thẳng lộ. Bước chiều thẳng lộ. Buồn quá, có bán đồ ăn. Không bán đồ nước nha. Dạ, đó là cái lò hủ tiếu. Lò.
Kìa, ăn kìa. Ăn kìa mấy đứa ơi. Ăn hút. Cổng hả? À. Để chị quay quay cái đó không? Ờ. Để tí nha. Anh cầm giùm em cái. Cầm cái nóng nha, nóng. Ăn gì mấy đứa? Có hủ tiếu bông kêu. Ăn gì anh? Đẹp không? Ờ đây cũng đẹp. Đẹp lắm. Này bị chá hả? Đâu chá đâu. Chá mắt tao á. Quay tao coi. Dạ. Ờ cái này hủ tiếu này của bé Liên quá. Dạ đây đây, đưa cho em giùm em. Chị à. Không, ý là ăn chung một tô á, chứ cho con thêm một tô hủ tiếu đầy đủ. Đủ chưa nha, kêu hồi dư nha. Không, cái đó tô đó của Liên, còn tô này của tao nè. Dạ đúng rồi. Nên giờ nó không dám uống nước luôn bầy. Dạ. Ê. Ăn hủ tiếu. Nè anh ơi, cái này của anh nè anh. Nay thấy dán hơn đợt đi, đợt em đem sườn nhỏ nhiều lắm. Hôm qua nhắc cái sơ. Nè thứ hai.
Nay thứ hai. Nay thứ hai. Bữa em đi là xuồng nhỏ rồi đông lắm. Bữa nay có mấy cái à? Nay đi thứ hai mà. Ờ thì tao cũng nói mày thứ hai nó vắng chứ. Mà tao nghĩ nó vắng nhiều vậy. Vô. Đi về đâu mẹ, có chen lắm. Chen lắm có chen lắm. Nước để xuống. Đủ rồi đúng không? Mày ăn mì gói hả? À, dạ dạ. Cho con miếng chanh luôn coi. Dạ, cảm ơn. Xíu để xíu. Ê trời. Dạ. Mày ở đây chụp hình không? À chụp má. Đi chụp vô đây, điện thoại đây. Ai trời ơi. Mô Phật à. Tắt.